Dạ, anh chào anh chị Minh Yêu, cô chú Minh Hương. Dạ, hôm nay là một buổi chiều thứ ba ở thành phố Phaeta Eco City, thành phố sinh thái 5 sao. Dạ, bữa nay là một ngày sáng nắng, ở sáng mưa, chiều nắng rất là đẹp, chiều thứ ba. À, bữa nay thì em cũng đi quay phim rồi, tả cảnh rồi cho anh chị coi không khí buổi chiều ở dự án. Dạ, buổi chiều là em đi ra ngoài sân banh với sân tennis. À, cho anh chị với cô chú mình coi cái không khí buổi chiều, những bạn trẻ. Rồi bên đây là có những anh chị với cô chú mình đi làm chưa về. Tại giờ này còn sớm quá nên có chưa có vô quýnh tennis. Buổi tối với buổi sáng sáng anh chị chơi cũng đông lắm. Còn buổi chiều ở đây mình có sân banh, đá banh thể dục thể thao ngoài cánh cổng kế bên, cánh cổng cuộc sống bình yên đường 835B. Dạ, đây là đường 835B nè anh chị. Đó, ở đây mình cũng còn cái quỹ đất rất là rộng luôn. Những hàng cây giá trị thì đang được trồng ở trong con đường Trà Lũ Chung. Nên anh chị thấy ở đây mình chỉ còn lại khoảng mấy cây thôi. Đó, và đây là con đường 835B. Dạ, hiện tại là con đường 835B nè anh chị. Đó, đoạn đi hết tuyến đường này thì mình đi ra tới ngoài xã Phước Lý rồi đổ về Gò Đen. Hiện tại cũng đang đào cống mở rộng đường luôn anh chị. Mốt có lề đồ đẹp lắm. Và bên đây mình cũng có một cái dự án nè anh chị. Dự án An Phú Sinh Green Park City. Đó, hiện tại cũng đang triển khai luôn. Thì dự án bên đây nằm gần với con đường Trà Lũ Chung, ở đối diện Trà Lũ Chung. Đó, hình như cũng đang mở bán rồi anh chị. Còn bên kia, bên này là dự án Phaeta Eco City, thành phố sinh thái 5 sao. Dạ thì bữa nay em đi vô con đường Trà Lũ Chung cho anh chị ngắm những hàng cây xài đi anh chị. Đường này hiện tại mình đang trồng xài rất là nhiều, đang về đó anh chị, đang về xài nhiều lắm. Ở đây mình đang trồng được 3 cây xài, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây. Để em giảm ánh sáng cái em đi vòng vòng cho anh chị coi nha. Đó, xài anh chị. Mấy cây ở đây là dừa, em thấy dừa chứ không có cổ thụ. Ở đây mình có thêm cây vút sữa đó nè. À, sáng giờ mưa mấy anh chồng hồi nào em không biết. À, khi đi vào con đường Trà Lũ Chung thì hai bên được những hàng cây xài dẫn vào tuyến đường. Rồi ở đây mình có thêm cái bót cho mấy anh bảo vệ ở đây để chạy vòng vòng đồ, bảo vệ bà con cô bác đồ buổi tối đồ đi tham quan tuần tra, ủa đi tuần tra về đêm. Ở đây cũng là con đường B6 Long Hậu. Đi qua tới đường D7 Xuân Trường. Đoạn đường D6 Long Hậu hiện tại bà con cô bác mình về ở cũng đông anh chị. Từ bên này đổ ra ngoài đại lộ Nam Phương, bà con cô bác đã về ở hết rồi. Còn qua tuyến đường D7 Xuân Trường, hiện tại bà con cô bác cũng về ở hết luôn rồi. Đoạn này mình đi thẳng ngay tới phòng khám đa khoa quốc tế Sài Gòn Phaeta. Năm giờ chiều, nhà cửa của con đường D8 Long Thượng. Con đường được mệnh danh là vườn mít của dự án Phaeta, trồng rất là nhiều mít ở bên dưới. Rất là đẹp. Đó,
đây là công viên nè anh chị. Công viên lớn có góc ngã năm. Và đây là những hàng cây giá trị đang đổ bóng trong nắng để em bay xéo xéo đi cho đẹp. Anh chị thấy những bóng độ của hàng cây giá trị đó anh chị. Sắp tới thì đây mình triển khai lót đá lên nữa. Lót đá xong rồi ở đây mình sẽ có những ngôi nhà, được những ngôi nhà được cất lên. Ngôi nhà ở đây thì mình mẫu này, mẫu shop house nè anh chị, mẫu mới. Đẹp quá. Đang làm cái dương miệng. Anh thợ sắt đang làm cái dương miệng. Để bài là em coi luôn đi. Mấy vợ chiều chiều ra đây ngồi à, lên trên đây ngồi ngắm về à, dòng sông vàng của dự án Phaeta Golden River 72 hectare. Dạ, để em chui vô đây, chui vô đây đi giữa hai hàng cây đi cho nó nhìn kích thích xíu. Đây mình có cái lô gốc này nữa nè anh chị. Có lô gốc này cất lên ở đây thì mình cũng có một cái mẫu nhà gốc ba mặt tiền mới luôn. Quá đẹp. Ở đây mình có chuồng đà điểu đó nha anh chị. Đây mình có nuôi đà điểu, gà sao. Đà điểu nè anh chị. Cười lên cái chụp hình mấy chú đà điểu ơi. Rất là mát bên những hàng cây dáng xưa được tắm mưa bên con sông chị Yên. Đó, những đám cỏ, những thảm cỏ non bên cao nguyên của hai chú voi hiện tại cũng sắp xanh mượt trở lại rồi. Rồi em đi qua đây để em đi qua khu nhà gỗ. Nhà gỗ về chiều rồi anh chị. Đó, những hàng cây đã bắt đầu chịu những chịu mảnh đất màu mỡ của Phaeta, lá bắt đầu xanh tươi trở lại rồi anh chị. Ừ. Cây thầy cổ thụ nè. Rồi bên đây là cây đồi mồi. Rồi bên đây là cây cây vú sữa. Còn bên đây là cây khế và hai cây khế. Ở đây mình có cây chai đó anh chị. Cây chai này là ở ngoài miền Bắc đó anh chị. Nhưng mà ở trong đây mình cũng trồng luôn.
ba rảnh đó em. Đâu, hả? Đó, đẹp lắm anh chị ơi. Đó, cỏ xanh. Cỏ xanh những ủa, những cái ông là lãnh là nhà ở đâu anh Lị? Anh giọng anh đang ghi âm đấy. Ghi âm hả? Đang tả cảnh đó. Đó đem qua cho anh chị với cô chú mình thăm lúa ha. Thăm thôi cánh, đi về Lị ơi. Thăm cánh đồng lúa chín. Ủa lúa xanh. Em bị rối anh vậy. Buổi chiều em đang tả cảnh mà đi đó. À dạ thì đi theo cái con sông tự nhiên này sẽ đổ về cầu Chạp, nhưng mà em bay bay vô Phai Ta đi nè, coi những dòng người lướt qua những con đường giao lộ, đại lộ Hiên Trường, đại lộ Nam Phương. Bên đây thì em bên thấy bên Sài Gòn. Sài Gòn mình cũng mới được dọn dẹp vệ sinh nè anh chị. Bên dưới là chụp hình cho bé ha nè. Ở đây thì về chiều rất là nhiều khuôn viên anh chị, rất là nhiều khuôn viên để anh chị với cô chú mình hít thở cả bầu không khí trong lành. Nói chung nhiều lắm. Đằng bên đây thì em thấy cây phượng đã bắt đầu ra hoa. Đây mình có hàng cây phượng. À, giờ tiến vào bên đây là mình có những cây vàng, cây thốt nốt đồi dừa. Cây không đó anh chị, những vườn trái cây rồi rau sạch. Đây em thấy cái bông gì nở qua trong cái căn rất villa đẹp quá anh chị. Bông gì đó bằng lăng hay là bằng lăng hay gì đẹp lắm chị. Red Villa đó, bắt đầu đi tiếp. Em đi vô những con đường quen thuộc, ngắm nhìn bà con cô bác đang đi dạo. Họ đang đi dạo cũng như là đi tập thể dục qua những con đường trong những nền dinh thự ven sông. Mấy nay mưa những hàng cây ở đây nó tốt lắm anh chị. Ở đây thì em đang thấy những nền biệt thự đang được san lấp, ủi lợi. Rồi để em ra đây cho anh chị mình coi cái mặt tiền của dự án Phai Ta Eco City và những căn shop house và quán cà phê nắng Sài Gòn. Đó, và đây là cái mặt tiền đường 826 nè anh chị.
xe cộ qua lại rất là đông đúc. Vô đây bên đây mình lót đá, còn bên kia mình lót gạch con sau ra hai cái tông màu, một bên xanh một bên xám xám. Giờ này cũng 5:30 rồi nè, 5:30 rồi chị, nắng bắt đầu yếu dần. Đây em thấy shop house đang bắt đầu cũng triển khai làm lại hết rồi nè anh chị. Làm cửa, làm kiến đồ đầy đủ, xong luôn nè anh chị. Sơn màu. Đó, và đây là những ngôi nhà. Rất là nhiều căn nhà ở dự án Phai Ta mình đang được cất lên. Đó. Và đây là ngôi nhà của chị Nắng Sài Gòn, hiện tại đang chuẩn bị đóng cúp pha để đổ cột. Đó. Đây là tầng trên anh chị. Cho miếng ánh sáng vô nè. Đó, cho nó sáng sáng. Rồi 17 phút mấy rồi. Mấy em cũng đã bắt đầu báo hết pin. Hôm nay đi vòng vòng cho anh chị mình coi cảnh quan khu đô thị. Cảnh quan buổi chiều. Đó, và đây là những thảm cỏ non. Rất là tươi. Được bao bọc xung quanh con đường bờ hồ cánh sen. Và đây là cũng là bé gái đang đi ba tim trên những con đường len lỏi quanh bờ hồ cánh sen. Ồ, nhìn cảm giác rất là thích thú. Ồ, ôm cua. Và ở đây là những chiếc máy tập thể dục đang được thổi cái tông màu xanh lá mạ. Nhà tiếp tới đây là em thấy ba cô đang đi bộ hóng gió bên bờ hồ cánh sen. Bờ hồ cánh sen. Ờ, giờ đây là em thấy mấy bạn trẻ đang này, cái máy này máy tập gì nè anh chị, máy gập cơ bụng nữa. Rất là nhiều bạn trẻ mới đi học về là chạy vô Phai Ta chơi. Dạ thôi, em cũng hết pin rồi anh chị, lại giờ đây cái xong rồi về luôn. Dạ. Ơi, hết pin. Rồi ok. Hết pin nè. Ráng không được anh chị. Dạ thôi, em xin kết thúc đoạn video ngắn của em tại đây nha anh chị.